Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt giữ chỗ và xuất vé cho hai người lớn và hai trẻ em. Đầu tiên các bạn vào phần vé máy bay. Các bạn chọn hành trình, ở đây mình sẽ chọn hành trình là Hà Nội đi Đồng Hới. Đây mình đã chọn sẵn đây rồi, giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Đấy, các bạn chọn Nội Bài này, Hà Nội này, đi Đồng Hới này. Ngày bay này, ngày bay là ngày 16 tháng 8. Số lượng khách chỗ này là hai người lớn và hai trẻ em. Bấm áp dụng, bấm tìm kiếm. Mình sẽ chọn chuyến bay 11:45 của hãng Pacific Airlines. Đây, chuyến này là bay của hãng Pacific Airlines các bạn nhé. Chọn tiếp tục. Thông tin đặt vé là thông tin của các bạn này. Người lớn 1, khách hàng là nữ, cái họ tên. Họ tên của chị này là chị Lộc Thị Sơn. Tiếp người lớn 2, nam. Người lớn 2, nam, tên là Trần Tuấn Anh. Tiếp theo chị em. Chị em này là con gái, nữ. Trần Thị Trâm Anh. Chị em thì các bạn mình nhập ngày tháng năm sinh vào đây nhé. Bạn này sinh ngày 1 tháng 1 năm 2011. Tiếp theo chị em thứ hai cũng là nữ, Trần Nữ Minh Hà, sinh ngày 1 tháng 10 2013. Tiếp theo bấm hoàn tất. Tiếp tục không mua bảo hiểm. Nếu các bạn muốn thêm hành lý hay thêm suất ăn thì các bạn tích vào đây nhé, mình không mua thì sẽ bị bỏ qua. Bấm thanh toán. Sau đó chọn phần tích vào phần giữ chỗ, bấm đồng ý. Giữ chỗ. Như vậy là giữ chỗ đã xong thành công. Xem lại đơn hàng. Chỗ này mình có thể giữ được đến 18:33 nhé. Hãng bay Pacific Airlines. Đây là họ tên, hai người lớn và hai trẻ em. Trạng thái là đang giữ chỗ đây các bạn nhé. Trạng thái đang giữ chỗ đây. Khi mà các bạn nhận được tiền của khách hàng chuyển khoản rồi, lúc đó các bạn phải thanh toán nhé. Chờ một lát nữa thì khách hàng thanh toán thì mình sẽ tiến hành xuất vé cho các bạn xem. Thì bây giờ mình đã nhận được số tiền mà khách hàng đã chuyển khoản. Đây là chi tiết đặt chỗ của khách hàng. Hiện tại thì nó đang ở trạng thái là giữ chỗ. Bây giờ mình nhận được tiền rồi thì mình sẽ bấm vào thanh toán. Bấm vào thanh toán này. Đồng ý với điều khoản điều kiện này. Ấn vào thanh toán. Nhập mật khẩu thanh toán. Ấn thanh toán. Rồi, hiện tại thanh toán đã thành công, có tin nhắn báo về điện thoại rồi. Bây giờ các bạn sẽ xem lại đơn hàng. Đấy, xem lại đơn hàng thì lúc nãy là nó có chữ giữ chỗ. Và bây giờ thì nó ở trạng thái thành công, là các bạn đã thanh toán thành công nhé. Ngoài ra các bạn có muốn thêm hành lý, đổi lịch trình bay hay tách code hay hoàn hủy vé, đổi tên, mình đều có thể thao tác ngay trên điện thoại được luôn. Khi mình thanh toán thành công thì vé sẽ tự động gửi vào email của bạn. Bạn chỉ cần mở email ra là đã thấy vé ở trong đó rồi. Và bạn chỉ cần chụp hình chiếc vé đó gửi cho khách là xong. Đây, mình đã mở trong email ra và đây là cái hình ảnh vé của mình. Bây giờ mình sẽ tải về. Đó, đây là chiếc vé của hãng Pacific Airlines. Các bạn chỉ cần gửi cái vé này cho hành khách là xong các bạn nhé. Chúc các bạn xuất vé thành công.